này là cánh thư nghiêng nghiêng nét chữ cô em học trò. Này là bánh chưng mẹ già từ tay gói gửi cho con. Này là áo len bao nhiêu đêm thâu em ngồi em tan. Nay em gửi ra tới thiên đường mang chút tình hậu phương thương mến. Ngồi đọc lá thư đơn sơ tha thiết văn chương hồng tròn. Nhìn cặp bánh chưng mà lòng chợt thương mẹ già xa xôi. Mặc vào áo len sao như tôi nghe trong hồn chơi vơi. Xuân đang về trên khắp đất trời, những tất cả xuân là ở đây. Tôi xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã đem luyến thương nấu ngon đến với cảm ơn ai khi chúng về vui thật là vui, không quên người xương đó hương trời. Âu yếm người tình đi buồn nơi thật nhiều mến thương. Tâm tư tha thiết tôi xin gửi về người mẹ kính yêu. Vài lời của con chúc mừng năm nay và gửi đến em bao nhiêu thương anh dành cho về. Xin nay yêu đời ta đón đời suốt lâu ngày mai. Cảm ơn ai đã đem luyến thương nồng ấm đến với linh. Cảm ơn ai khi chút về vui thật là vui, không quên người sương gió phương trời. Âu em người tình đi buồn ơi. Tật nhiều mến thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi về người mẹ kính yêu. Vài lời của con chúc mừng năm nay và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi chuẩn về xin nay yêu đời ta đón đời suốt lâu ngày mai.
Xin cảm ơn quý anh.